Dạ thầy ơi, cho em hỏi cho thầy. Sao bạn? Em thấy trên BKF thì ghi lại thứ năm này mình sẽ kiểm tra hình thức là tự luận, nhưng mà trên trên mail thì thầy lại ghi là trắc nghiệm, gì cuối cùng là cái gì thầy? Cuối cùng là tù lần. Dạ. Thông báo lại. Là căn cứ vào BKF phải không thầy? Đúng rồi. Mà thi cái gì cũng vậy mà. Thi thôi. Cái nội dung nó không thay đổi được rồi. Đúng không? Tự luận trắc nghiệm gì cũng vậy, giờ bạn đề mở hết mà. Ta học tiếp thôi các bạn. Ê, hôm trước ta học hết cái phần ADC rồi DAC rồi. Giờ ta sang cái phần mấy cái phần nào mà 25 màu vàng là các bạn không học ha. Rồi, ta sang ghép kênh. Ghép kênh nó có hai loại mà ta học ở đây, ta học về FDM là ghép kênh phân chia theo tần số, và TDM ghép kênh phân chia theo thời gian. Thì ghép kênh là gì, cái định nghĩa ha, thì dựa vào những cái symbol mà xen kẽ với nhau từ hai hoặc nhiều nguồn, nó gọi là ghép kênh tần số. Thì cái này nó giống như TDM nhưng mà nó không có một cái ràng buộc cứng về cái việc lấy mẫu cũng như là cái việc bảo tồn nhận sóng. FDM đã trình bày các bạn rồi đúng không? TDM. Như vậy bạn nhìn hai tín hiệu ha, hai tín hiệu, một tín hiệu màu xanh và một tín hiệu màu đỏ. Thì bạn lấy mẫu hai tín hiệu ở những cái thời điểm khác nhau. Ví dụ đây là thời điểm lấy mẫu của tín hiệu một, điểm lấy mẫu của tín hiệu 2. Thì nó khác là trong khoảng một thời gian lấy mẫu, mỗi tín hiệu sẽ được cấp một khoảng thời gian để phát, hay cấp một cái khoảng thời gian để truyền cái mẫu đó đi. Thì trong khoảng này ta truyền cái x1, trong khoảng này truyền x2, và những đoạn trắng ta truyền x3, x4. Rồi. Như vậy cái này gọi là ghép kênh, tức là nhiều cái kênh truyền trên cùng một đường truyền theo kiểu là chia cái thời gian, phân chia thời gian. Thì tại sao mà phía thu nó có thể khôi phục được? Thì phía thu nó giống như có một cái khóa. À nào. Xin lỗi, phía phát là giống như cái khóa đúng không? Luân phiên giữa các cái nguồn. Một, nguồn hai. Đó, khi khóa nằm ở nguồn một thì nguồn một phát. Khóa nằm ở nguồn hai phát. Vân vân và vân vân. Thì phía thu nó demux, nó làm động tác tương tự như vậy. À, nó sẽ chuyển sang nguồn 1, chuyển sang nguồn 2. Nguyên lý của TDM nó giống hệt như định lý lấy mẫu. Một cái tín hiệu X1 là một tín hiệu tương tự. Thì bạn hoàn toàn có thể khôi phục từ các cái mẫu của nó. Nếu cái tần số lấy mẫu lớn hơn 2 lần tần số lớn nhất của tín hiệu. À, do đó thay vì bạn phát liên tục các cái mẫu trong khoảng thời gian TS thì bạn không không cần thiết phải làm như vậy. Bạn chỉ phát một mẫu thôi trong khoảng thời gian TS, nhường lại cái khoảng thời gian còn lại trong cái chu kỳ lấy mẫu, bạn phát các tín hiệu khác. Thì kiểu ghép như vậy nó gây ghép kênh sụt. Đây là một số ví dụ về ghép kênh số. Cái này nói chưa các bạn? Alo, cái này ghép kênh số nó chưa các bạn? Dạ chưa hả? Chưa đúng không? Rồi, tôi lấy ví dụ ha. Đây là cái hệ thống ghép kênh số. Ở đây bạn có là 64 kilobit mỗi kênh, BCM mỗi kênh.
thì 64 kbps tính trên dây, tính sao? Thì bạn nhớ tốc độ của BCM nó là VFS. Tín hiệu thoại của các bạn, giọng nói của các bạn, người ta sẽ chặn, tức là người ta lọc thông thấp với tần số là 4 ký. Như vậy tần số lấy mẫu FS này nó sẽ gấp đôi, nó là 8 ký. Sau đó người ta mã hóa bằng 8 bit. Do đó mỗi kênh thoại bạn cần cái tốc độ truyền là 64 kbps/s. Đã. Sau đó nhiều cái kênh thoại người ta ghép lại bạn được gọi là mức 1. Sau đó nhiều cái tín hiệu mức 1 ghép lại để bạn được mức 2. Nhiều tín hiệu mức 2 ghép lại bạn được mức 3 và vân vân và vân vân. Như vậy khi đó cái số kênh thoại bạn ghép được là một con số rất lớn. Thì bạn sẽ tiết kiệm đáng kể được cái đường truyền. Đây, thì đây ví dụ ha, mức 1 thì nó sẽ ghép 24 kênh. Mỗi kênh là bạn nhớ là 64. Tuy nhiên bạn nhân 24 nhân 64 bạn thấy nó ra con số này nhỏ số này. Thì cái kênh mức 1 người ta gọi là 1.5, người ta gọi gọn là 1.5. Ha, thì nó gọi là T1. T1. Rồi, thì theo chuẩn AT&T của Mỹ ha. Rồi 4 kênh mức 1. Tức là lúc này bạn có 96 kênh. À, thì mỗi kênh mức 1 là 1.5 44. Thì nhưng mà nếu mà lấy 4 nhân 1.5 44 cũng nhỏ hơn 6.312 megabit trên giây. Tương tự 4 kênh mức 7 kênh mức 2. Bạn ghép lại thì bạn ra được cần cái tốc độ này. Như vậy bạn cứ nhân dần ha. Thì tổng số kênh mà ví dụ như 4 thì bạn thấy tổng số kênh bạn nhân mấy số là bạn ra tổng số kênh và băng thông nó cần là 274 megabit trên giây theo tốc độ truyền. Ở đây CCIT thì nó ghép mức 1 nó tới 30 kênh. Mỗi kênh nhân 64. Thì bạn thấy con số này cũng nhỏ hơn số này. Tương tự ha. 4 kênh mức 1 thì nó ghép lại thì nó được cái kênh mức 2 và vân vân. Thì đây tôi giải thích tại sao mà nó khác. Đây, tôi giải thích đơn giản cái mức 1 và đặt tại one first level. Thì đây bạn có là 24 kênh, mỗi kênh là 64 ký. Mỗi kênh là 8 bit. Như vậy tổng số bit nó là 192. 8 bit, 8 bit. 8 bit thì tổng cả là bạn nhân lại là 192. À, để đồng bộ khung thì người ta chèn thêm một bit nữa. Cái tổng cộng là 193. 193 này bạn phải phát trong khoảng thời gian là một chu kỳ lấy mẫu. Tức là TS. TS là 1 chia cho FS. 1 chia 8 nhân 10^3. 8 ký đó bạn. Thì nó sẽ ra con số là 1.25. Bạn lấy 1.93 mà chia cho 1.25, tức là số bit phát trong khoảng thời gian thì nó ra tốc độ. Thì tốc độ nó sẽ ra là 1.544. Và người ta gọi tên nó là 1.5 cho nó gọn, 1.5 mẹ luồn vô luồn tài khoản. Các bạn có gì thắc mắc không các bạn? Hello, các bạn có gì thắc mắc không? Dạ À, không thầy. tương tự ha, bạn có thể suy ra được là con số này là bạn bạn lấy 30 bằng nhân 64 nó nhỏ do người ta sẽ chèn một số cái bit định dạng khung và bạn tính bao nhiêu bit thì rất dễ thôi. Đó là. Thì bạn lấy con số này thì bạn chia cho bao nhiêu? 1.25 đúng không? Microsecond thì bạn ra được, xin lỗi, bằng nhân với 1.25 bằng ra được số bit. Còn này 30 mà nhân cái 8 là 240. À, như vậy chênh lệch giữa hai con số này chính là cái số bit mà người ta chèn vào.
để thực hiện đồng bộ định khung. Đó. Nó có các chức năng là đồng bộ nè, đồng bộ và định khung. Thì khi mà ghép kênh, các bạn không nhất thiết các cái tín hiệu này cùng một dạng, tại vì kênh số thì nó có tín hiệu này nó luồng số, thì có thể là tín hiệu từ thoại được số hóa, tức là giọng nói các bạn được số hóa, hoặc là các cái dữ liệu số hình ảnh nào đó từ máy tính đâu, hoặc là các thiết bị số, hoặc là các điện thoại, điện thoại ảo, rồi tín hiệu truyền hình. Và nói chung là khi bạn số hóa nó thì bạn có thể ghép kênh số được. Như vậy ta xong cái phần ghép kênh số không bạn? Một số chuẩn khác. Đây, ở châu Âu này, châu Âu thì nó gọi là luồng E1, E0, E0 là cái kênh thoại cơ bản, nó 64 bit. E1 thì nó gọi là 2M, nó gọi vắn tắt là 2M. Thì nó ghép 30 kênh. E0. E2 thì nó ghép 4 kênh E1 đó, đó các bạn. Khoảng từ từ thì E5 nó khoảng là 7.680 kênh. Và cỡ băng thông thì tốc độ nó cần là khoảng 565 mbps. Đó là châu Âu. Nhật, Nhật thì Đà Ná mấy này thì nó không không sử dụng chuẩn với nhau thôi, nhưng mà tốc độ bạn thấy là giống giống nhau, Đà Ná với nhau về mặt chính trị thôi bạn. Rồi 64 bạn thấy không? G1 thì nó dùng chuẩn của Mỹ 24 kênh, nhưng mà nó có thêm G1C, tức là ghép hai này lại. Còn G2 thì nó ghép bốn này lại, vân vân và vân vân, nó đặt rồi. Ở Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico thì nó dùng cái chuẩn giống như nãy mình nói. DS0 thì nó là một kênh thôi, kênh thoại, bốn kênh thoại, 24 kênh, cái này là 4 lần của T1, T1. Rồi cái này nhân lại bạn lấy là 96 kênh, tức là 7 lần của thằng này, 7 lần của T2 thì nó là T3. Đó là các cái cấu trúc mà họ ghép. Đây, ta sang điều chế khác, gọi là điều chế được mã hóa dự đoán. Thì cái nguyên lý của cái mã hóa gọi là BC này, giả đọc cũng giống giống BCM, nếu viết tắt BCM, nhưng mà đây là mã hóa dự đoán. Thì nó dựa trên cái gì? Nó dựa dưới dạng sóng bật, tín hiệu. Thì thường các cái tín hiệu nó thay đổi là chậm. Như vậy nếu mà thay đổi chậm thì sao? Tôi phát cái mẫu thứ nhất thì tôi có thể dự đoán được cái mẫu thứ hai nó như thế nào nếu mà nó thay đổi chậm. Như vậy nếu mà tôi dự đoán được cái mẫu thứ hai thì rõ ràng thay vì phát hết cái mẫu thứ nhất bằng cách là mã hóa cái giá trị lớn thì bạn cần nhiều bit, thì lúc này tôi phát giá trị nhất thôi, giá trị thứ hai tôi phát cái sự chênh lệch, tôi dự đoán mà tôi phát cái sự chênh lệch, thì lúc này bạn thấy là sao, cái giá trị chênh lệch thường nó sẽ nhỏ hơn một giá trị. Từ đó bạn có thể là mã hóa với số lượng bit ít hơn, hay nói khác là tốc độ bạn thuê nó sẽ chậm hơn, rồi băng thông bạn yêu cầu nó cũng ít hơn. Thì đó là cái nguyên tắc của mã hóa dự đoán. Như vậy nó những giá trị mẫu từ cái dạng tương tự được suy ra từ một cái quá trình vật lý, thường nó có tính chất là mình có thể dự đoán được. Quá trình vật lý này có thể là nhiệt độ các bạn, độ ẩm, độ pH, tùy thuộc vào cái quá trình mà bạn quan sát, hoặc là áp suất vân vân. Thì cái sự thay đổi trung bình từ cái mẫu này sang mẫu kia thường là nó nhỏ, do đó bạn có thể là đoán được cái mẫu kế tiếp
dựa trên cái mẫu trước đó. Như vậy bạn có mẫu hiện tại thì bạn có thể đầu mẫu trước, kế đến T0 ha, để này T1 bạn có thể dự đoán được cái mẫu này như thế nào. Thì cái giá trị dự đoán có một số sai số, nhưng cái vùng sai số đó thường nó nhỏ hơn nhiều cái vùng mà định định, tức là bạn lấy hai cái này bạn trừ nhau, thì bạn ra được cái khoảng chênh lệch này. Thì khoảng chênh lệch này thì nó đa phần nó sẽ nhỏ hơn giá trị của một mẫu, hay gọi là cái vùng định định. Do đó cái mô hình mà mã hóa dự đoán này là bạn nó khai thác cái tính chất này bằng cách nó phát triển những cái sai số dự đoán, tức là chênh lệch giữa các mẫu. Thì bạn có một số mô hình như Delta nè, DBCM, rồi ABC, và những cái mô hình này nó hoạt động rất hiệu quả, tức là cho cái tốc độ truyền thấp các bạn, đối với các thiết bị audio hoặc video. Thì cái này là bạn thấy rõ ràng nhất, ví dụ như tôi đang truyền cái bài giảng đó, qua cái công cụ Google Meet đúng không các bạn, thì nãy giờ cả 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 phút rồi nó nằm có một slide này thôi, mà chuẩn truyền hình ảnh thì có thể là 24 hình trong một giây, 30 hình trong một giây. Thì đó có nghĩa là trong một giây bạn phải truyền 30 bức ảnh, mà nếu 30 bức ảnh nãy giờ mấy phút rồi nó cũng có hình này thôi, điều đó có nghĩa là tôi chỉ truyền bức ảnh đầu tiên thôi, các bức ảnh tiếp theo tôi không cần chèn, vì cái sự sai lệch giữa hai bức ảnh gần nhau gần như nó bằng không, nãy giờ nó đâu thay đổi đâu. Tức là bức ảnh thứ nhất nè, là cái khung bài giảng này, bức ảnh thứ hai cũng khung bài giảng này, đó chèn thằng thứ nhất đúng không, tôi lấy cái sự sai lệch hai ngày đâu khác nhau gì đâu, tức là sự sai lệch bằng không, do đó khỏi chèn, tương tự và tương tự. Thì lúc đó bạn thấy là gì, trong một khoảng thời gian dài bạn chỉ truyền một một frame hay một khung hình, thì lấy khung hình là bạn chia thời gian, thì cái tốc độ bạn thuê, tốc độ truyền mà bạn thuê nhận cấp bộ thì nó rất thấp, vẫn đảm bảo được truyền đầy đủ hình ảnh. Có thắc mắc gì không các bạn? Trước khi tôi đi vào chi tiết từng loại cái điều chế này, alo, dạ không. ra không ha, bắt đầu nhé các bạn. Bây giờ ta học về điều chế delta trước đã. Thì nhớ là tất cả dạng này là dạng số hết ha, tức là nó truyền các cái mẫu đi, và truyền các mẫu như thế nào thôi. Thì đây là cái bộ gọi là, tôi gọi là bộ tích lũy. Này là sai số, thì đây là cái mẫu hay giá trị lượng tử ở thời điểm thứ kts. Rồi cái giá trị này bị trễ đi một khoảng thời gian là TS, tức là nó ký hiệu XVK trị một. Rồi như vậy nếu mà bạn nói cái mẫu này là mẫu tương lai, thì cái mẫu, xin lỗi, cái mẫu này là cái mẫu tương lai, thì cái mẫu này là mẫu hiện tại đúng không? Bạn lấy cái mẫu hiện tại nè, bạn trễ đi một đoạn TS thì bạn sẽ ra được cái mẫu mẫu tương lai. Như vậy giả sử bạn có hai cái mẫu ha, k trừ một hoặc k, như vậy cái mẫu
ở thời điểm K thì bằng cách là bạn lấy cái mẫu ở thời điểm K cộng 1 cộng với cái sự chênh lệch của nó gọi là epsilon. Thì cái bộ này gọi là bộ tích lũy. Thì bộ tích lũy thực tế là bộ cộng, hay nói khác là bộ tích phân thôi. Rồi bây giờ trở lại, đây là cái máy phát cái tín hiệu Delta Modulation. Thì đây là tín hiệu đầu vào được lấy mẫu. À, đây là cái bộ tích lũy như đã nói nè. Thì cái bộ Delta Modulation nó chỉ phát cái sự sai lệch thôi giữa các mẫu. Do đó cái tín hiệu phát nó chỉ có hai mức là cộng hoặc là trừ delta, không có mức khác. Được chưa? Như vậy cái bộ này là bộ so sánh, nếu cái tín hiệu cần phát đi nó lớn hơn cái giá trị dự đoán thì nó sẽ phát một xung dương. Ngược lại nếu xk nó nhỏ hơn giá trị dự đoán thì nó sẽ phát ra một xung âm. Đây là cái hình này, tín hiệu xt. À, những cái thời điểm này là thời điểm lấy mẫu, người ta sẽ chỉ cho các bạn. Và những cái cạnh là thời điểm lấy mẫu. Thì bây giờ giả sử như xt như thế này các bạn. À, thì lúc đó là x, bạn lấy mẫu cái tín hiệu này tại những cái thời điểm này. Thì trong trường hợp lúc đầu thì xk nó sẽ lớn x ngã. Thì nó sẽ phát ra một xung dương. Nó phát ra một xung dương. Xk lớn x ngã phát ra xung dương. Rồi như vậy cái xung dương này làm cái gì? Cái xung dương này nó hội tiếp về đúng không các bạn? Đây là xung dương nè, nó sẽ cộng với cái mẫu trước đó. Như vậy xung vuông cộng với mẫu trước đó, đây mẫu trước đó đây. Nó cộng với một cái xung nữa thì nó nhảy lên một mức. Đến đây lúc đó là nó so sánh tiếp tục tại thời điểm này, nó so sánh giữa x và xq, x ngã. Thì x này vẫn lớn hơn, cho nó tiếp tục nó phát ra một xung dương. Phát ra một xung dương thì cái xung này nó sẽ cộng với cái gì bạn? Cái giá trị trước đó, giá trị xq trước đó. Như vậy nó tăng thêm một cái xung vuông nữa. Đây nó tăng tiếp một xung vuông nữa. À, quá trình cứ thế tới thời điểm này. Được chưa? Tới thời điểm này thì xq nó so sánh với xk thì thấy là xq nó lớn xk, do đó nó sẽ phát một xung âm. Và khi nó phát một xung âm thì nó hồi tiếp về. Đây, xung âm này nó sẽ cộng với giá trị mẫu trước đó. Đang đây các bạn là xq ngã nè, ở trước đó nè, nó cộng một xung âm do đó nó nhảy xuống mức này. Thì đến đây bắt đầu nó so sánh với x nữa, thấy nó nhỏ hơn thì bắt đầu nó phát xung dương. Thì quá trình cứ thế liên tục. Và đây là tín hiệu trên đường truyền. Thì bạn thấy nó chỉ có là mức cộng hoặc là mức trừ. Điều đó có nghĩa là đối với delta modulation thì bạn chỉ cần một bit mã hóa là đủ. Vì vậy delta modulation chẳng qua là one bit DC, tức là V bằng 1. Do đó cái băng thông yêu cầu để phát cái tín hiệu DCM nó chỉ là RB chia 2 hay FS chia 2. Rồi, cái gì thắc mắc không các bạn? Ở đây nó có một vấn đề gì? Nó gọi là slope overhead, tức là quá độ dốc. Lý do tại sao quá độ dốc? Thì bạn thấy là mỗi lần cái tín hiệu XQ ấy, nó tăng, nó chỉ tăng hoặc giảm một delta thôi, một mức thôi. Mức delta. Đây cái chu kỳ họa tiết này. Nó tăng giảm chỉ một mức thôi. Thì nếu mà nó tăng giảm một mức như vậy, giả sử cái tín hiệu bạn thay đổi rất nhanh, đây trong trường hợp thay đổi rất nhanh
Tao thấy nó tăng từng delta một. Điều đó có nghĩa là cái sai số giữa tín hiệu XT với tín hiệu XV, tức là tín hiệu dự đoán của nó đó, là rất lớn. À, như vậy bạn coi cái sơ đồ máy thu nè, DM, tín hiệu DM nè, à, nó qua bộ tích lũy, tức là nó cộng dồn lại, nó cộng tín hiệu lại nè, cộng 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 dồn ra thì nó ra được cái tín hiệu SV thôi. À, với tín hiệu SV thì bạn thấy nếu mà tín hiệu ST thay đổi nhiều thì nó sẽ tạo ra sự chênh lệch nha, lớn. Thì lý do chênh lệch lớn là gì? Là cái độ dốc của tín hiệu này, độ dốc nó tiếp tuyến nha bạn, tiếp tuyến cái đường này tạo độ dốc. Thì độ dốc nó với cái độ dốc của tín hiệu dự đoán á, nó chênh lệch quá nhiều. Cái trường hợp này gọi là quá độ dốc. Đây, có những trường hợp tệ hơn, ví dụ bạn phát những cái xung mà xung vuông chẳng hạn. Tín hiệu XT là một xung vuông này này ha, nhảy lên một cái thì toàn bộ cái sai số từ đây đến đây rất lớn. Bạn thấy cái sai lệch rất lớn. Thì làm sao giải quyết cái sai lệch này các bạn? Có cách nào giảm cái sai số này không các bạn? Tăng epsilon hả? À, tăng cái gì? Dạ, Epsilon là epsilon. nào? Cái này Thì hả? là cái sai số dự đoán. À, tăng cái delta chứ. Đúng không? Dạ. À, nhưng mà tăng delta quá cũng không được, tại vì ví dụ như những khoản này nè, tín hiệu thay đổi chậm nè. Bạn đã tăng delta mà lớn quá, ví dụ mỗi lần tăng tăng lớn quá. Thì dẫn đến sai số chỗ này là lớn đúng không? Thì chỗ này bạn tăng mà tăng lớn thì nó bắt nhanh thay đúng không ạ? Nhưng mà có những chỗ mà thay đổi chậm thì nó sẽ số lớn. Rồi ngoài cách tăng delta, Tăng tần số là thôi. đúng rồi, tăng cái tần số lấy mẫu đi. Tức là cái khoảng tăng lên là bạn nó bám nhanh hơn. Ví dụ thay vì cái khoảng thời gian từ đến đây nó mới thay đổi một cái delta, bên đây nó thay đổi một delta thôi, đúng không? Đó, cho đó cái khoảng này. Đó, nó tăng lên một delta nè. Đó. Thì nó bám tốt hơn. Và ngoài ra một cách nữa là thích nghi. Nghĩa là khi nào mà tín hiệu này thay đổi nhanh thì cái delta nó sẽ là lớn. Còn khi nào tín hiệu thay đổi chậm thì cái delta nó lên nhỏ. Đúng các bạn? À, đây gọi là thích nghi. Thì đây nó có một số cái công thức tính toán ha. Nó cũng có cái tỷ số tín hiệu tín hiệu. Nó giống như cái bộ ABC thôi. Tức là phần lượng tử thì nó gọi là sai số lượng tử. Muốn giảm cái sai số lượng tử thì bằng cách bạn tăng cái số nút lên hoặc tăng cái tần số lấy mẫu lên. Thì các bạn biết rồi đúng không? Thì để đánh giá cái chất lượng của bộ điều chế delta modulation đó, thì nó có một cái tỷ số tín hiệu tín hiệu. Thì cái này tôi tóm tắt lại thôi ha, chứng minh trong sách bạn có thể đọc chứng minh. Thì đây nó là tỷ số tín hiệu tín hiệu, nhớ là đơn vị đây là số lần ha. Thì nó bằng một đống công thức này. Với WAMS nó tính bằng này. Thì ở đây F là biến tích phân thôi chứ không có gì hết. GXF là mật độ phổ công suất của cái tín hiệu XT. À, mật độ phổ công suất tìm sao các bạn? Tìm sao các bạn? Thứ năm làm bài kiểm rồi nhé. Tìm sao các bạn? Các bạn làm nó được không? Quên hết hả?
Quên rồi thầy, nhắc lại giùm mấy thầy. Bó tay các bạn không chịu ôn bài vậy. Đầu tiên tìm gì? Tìm phổ của này. Nằm trong chương số mấy bạn? Chương số 2 nhá. À, xin lỗi, chương số 3. Chuyện của hệ thống, bạn lấy chuyện đó này bình phương, nó chính là mật độ phổ. Ý, coi đi coi lại nhớ bạn. Chứ mỗi buổi lên ngồi học, mày học là những cái gì mà mình học trước đó, bạn bỏ hết rồi. Như vậy từ đó bạn tính ra được cái băng thông hiệu dụng. Rồi nè, tính được đại lượng này. Đây là băng thông của tín hiệu XT. Như vậy băng thông của tín hiệu XT tính sao? Làm sao tính được băng thông này các bạn? Bằng 2W này. Bằng thông 2W gì? Cách xác định W như thế nào? W định nghĩa là bằng thông của tín hiệu, đúng không? Cách xác định W như thế nào? Mình do đó lý do tại sao mà các bạn là cho các bạn làm bài tập mà các bạn làm rất ít bạn làm bài tập. Đó là những bạn mà không làm bài tập thì sau này điểm thi mà tệ hoặc là kém là các bạn tự rớt nhé. Ai cứu các bạn hết? Các bạn làm biến rồi, các bạn chịu thôi. Sao các bạn? Mình phải phổ. Đúng rồi, bạn phải vẽ phổ nó, đúng không? Tức là bạn phải vẽ XF chứ đã, đúng chưa? À, tín hiệu XF là tín hiệu băng gốc, do đó nó xung quanh cái góc tọa độ, đúng không các bạn? À, như vậy băng thông nó đi từ đâu? Từ không tới mắt. Đúng rồi, không đến ép mắt. À, ok hết các bạn. Tức là xác định vùng siêu dương thôi, đừng có lấy từ đây đến đây là các bạn tiêu đó nhé. Rồi, như vậy xong cái W rồi hết các bạn. B, đây B là FS chia 2W. Mà FS có rồi, FS là tần số lấy mẫu. 2W là cái W là băng thông của tín hiệu. Rồi, bây giờ S thì nó tính công thức này. Đúng không? Với sigma bằng căn của cái này gọi là giá trị hiệu dụng của tín hiệu. Như vậy tất cả thông số có thì bạn tính được cái tỷ số tín hiệu. Được chưa các bạn? Rồi ha. Như vậy sang một cái điều chế nữa, điều chế DBCM. BCM các bạn biết rồi. Bây giờ DBCM là cái gì? Chẳng qua là lấy hai cái mẫu liên tiếp. Mẫu liên tiếp ha. Đó là cái sự sai lệch giữa hai mẫu liên tiếp, sau đó nó mã hóa BCM thôi. Tức là cái sự sai lệch này nè, khúc này nè. Nó mã hóa BCM. À, như vậy nếu mà giữa hai cái mẫu, sai lệch giữa hai cái mẫu, và nếu tín hiệu mà thay đổi chậm á, thì hiệu giữa hai cái mẫu gần như là nó rất nhỏ. Mà rất nhỏ thì bằng mã hóa bằng BCM với cái số lượng mức lượng tử nó sẽ ít. Từ đó V bạn chỉ cần V nhỏ thôi. Là nó đủ đảm bảo cái chất lượng của bộ điều chế là DBCM. Đó là nguyên tắc của nó. Như vậy đây là bộ mã hóa. Đó. Thì tín hiệu ST này. À, nãy là cái tín hiệu tích lũy các bạn biết rồi. Tín hiệu ước dự đoán. Tín hiệu dự đoán. Như vậy tín hiệu dự đoán ha, à, với tín hiệu hiện tại thì nó sẽ lấy cái sự sai lệch, sau đó nó đem đi lượng tử cái sự sai lệch này vào mã hóa cái sự sai lệch. Đó là nguyên tắc của DBCM.
Như vậy lúc đó cái V này nó giảm đáng kể. Từ đó băng thông phát cũng giảm đáng kể. Thật chứ các bạn? Đó. À, này là số hóa thôi. Còn bổ thu làm ngược lại bạn. Tức là bạn nhận một tín hiệu DBCM đúng không? Thì bạn nhận là đầu tiên bạn nhận mẫu thứ nhất đúng không? À, mẫu thứ hai bạn nhận làm sao? Bạn khôi phục bằng cách nào? Thì bạn lấy mẫu thứ nhất, bạn cộng với cái sai lệch, tức là cộng với cái độ sai lệch, thì nó sẽ ra mẫu thứ hai thôi. Như vậy đầu tiên bộ giải mã DBCM trước đã, hay nói khác đây là bộ giải mã BCM thôi. Nó ra cái sai số lượng tử. À, tức là nó ra cái độ chênh lệch này. À, độ chênh lệch này bạn cộng với cái mẫu trước đó, tức là XQ ngã, thì bạn sẽ ra được cái mẫu hiện tại là XQ. Cái đó mã hóa phi sai nó sử dụng rất nhiều ha, và differential các bạn thì nó gọi là phi sai, nó sử dụng rất nhiều. Sau này trong nén tín hiệu rồi vân vân nó vẫn sử dụng. Rồi DBCM. Ơi, như vậy chất lượng của nó tùy thuộc vào cái bộ thiết kế bộ dự đoán. À, đây là cách hệ số. Cách hệ số ta cho trước các bạn. Thì với cái hệ số đó thì bạn sẽ tính được GP. GP. À, với rho này thì các thông số này có hết rồi, SX là công suất của tín hiệu X, còn cái này là hàm tự tương quan, tức là đo mức độ giống nhau à, mức độ giống nhau của cái tín hiệu X. Nhưng vì bạn dự đoán đó, hai cái mẫu này bạn phải biết cái mức độ giống nhau của nó hàm tự tương quan. Như vậy các hệ số C người ta là hệ số thiết kế của cái bộ dự đoán, bạn biết rho bạn biết à, từ đó bạn tính được GP. GBQ là cái số mức lượng tử. Mà bạn biết luôn, SX bạn biết thì bạn tính được tỷ số tín hiệu chẵn chẵn nhỉ. Rõ đúng không các bạn? Tôi nói về nguyên lý các bạn rõ nha. Tính toán chi tiết thì các bạn có thể đọc sách. Đấy chứ các rồi sang cái hệ số nó tính căn bằng. Rồi bây giờ cái bộ cuối cùng mà mình học về cái bộ điều chế nó gọi là điều chế dự đoán, gọi là điều chế mã hóa dự đoán thì nó gọi là LBC. Thì LBC là một cách phương pháp mới ha để biểu diễn số của các tín hiệu tương tự. Biểu diễn số là sao? Tức là bạn dùng một cái tập hữu hạn để bạn biểu diễn các giá trị thì nó gọi là biểu diễn số. Thì cái phương pháp này tức là LPC nó sẽ sử dụng cái bộ lọc có đáp ứng sum vô hạn và những cái thành phần để tổng hợp cái dạng sống, tức là tạo ra cái dạng sống. Thì những cái thông số của của bộ tổng hợp dạng sống nó sẽ được mã hóa, người ta chỉ mã hóa những thông số thôi của bộ này để truyền, mà nó không truyền hoàn toàn cái dạng sống đó, thay vì truyền cái tín hiệu thật sự. Thì ABC nó rất phù hợp với cái việc tổng hợp tiếng nói và truyền cái tiếng nói. Rồi, nắm được cái nguyên tắc này không các bạn? Tức là nó sẽ dùng một cái bộ để nó tạo lại cái dạng sống và nó chỉ phát những cái đặc trưng của cái bộ tạo dạng sống này mà thôi. Đây, bạn nhìn cái máy phát của nó đây. Thì ví dụ như cái tín hiệu thoại của các bạn thì những cái độ lợi của cái bộ quét đã hay những độ lợi của bộ lọc đó, nó sẽ được hiệu chỉnh để mô hình hóa những cái đặc tính âm học của cái họng của các bạn cái khoang họng của các bạn, thì từ đó nó sẽ tạo ra cái âm thanh thì cái mô hình hệ thống như vậy được gọi là vocoder, cái bộ mã hóa thoại voice coder. Như vậy bạn xem nha, đây là cái giá trị tín hiệu của bạn, nó được lấy mẫu đưa qua cái bộ phân tích như vậy cái bộ phân tích này đưa ra một cái tập thông số
Ví dụ trong cái tiếng nói của mình, trong cái tính hệ tiếng nói này, thì những cái thành phần nào quan trọng thì nó có cái tên là format, tức là tần số cơ bản. Tức là mọi người mà biết được cái tần số format này có thể là nhận dạng được cái tiếng tiếng nói của người A hay người B. Như vậy cái bộ analyzer nó sẽ phân tích những cái thông số đặc trưng. Các bạn chào một tiếng. Được chứ các bạn, trở lại nha các bạn. Rồi, như vậy bộ analyzer nó sẽ phân tích các cái thông số đặc trưng của cái tín hiệu. Rồi, cái bộ này là bộ tổng hợp, tức là bằng cách là dùng các cái thông số đặc trưng. Thông số đặc trưng này nó có thể tạo ra cái tiếng nói bằng màu. À, ví dụ như các bạn thấy là bạn ra sân bay hoặc bạn ra các cái nhà ga đó, à, bạn nghe tiếng nói của các nhân viên mà thông báo đó, thì đôi khi các tiếng nói đó không phải là tiếng nói thật, tức là không phải là người đang nói trực tiếp mà có thể là một cái hệ thống gọi là hệ thống tổng hợp tiếng nói, tức là bạn nhập vào một cái câu nào đó ha, tự động cái câu này nó giống như text to speak các bạn, nó gọi là text to speak, thì tự động cái những cái câu này nó sẽ đưa vào cái bộ tổng hợp ha, và nó tạo ra cái tiếng nói cho các bạn. Thì đây gọi là cái bộ tổng hợp tiếng nói. Thì đó bạn thấy là cái phát thanh từ các cái nhà ga hay gì đó có một giọng thôi. Thì do cái tập thông số đặc trưng nó chỉ có một tập duy nhất. Thì nó sẽ tạo ra một cái giọng nói giống nhau hoàn toàn. Ok ha. Như vậy bộ cái tổng hợp này nó giống như cái bộ là như đoán, nó sẽ tạo ra cái tín hiệu ước lượng của cái tín hiệu XK. Như vậy với cái tín hiệu ước lượng của tín hiệu XK này thì bạn trừ đi, bạn tạo cái sự sai lệch, tức là bạn ra được cái sự sai lệch. Và đến đây là bạn dùng mã hóa BCM cho cái gì? Cho những cái tập thông số cùng với tín hiệu sai lệch. Như vậy nó khác với thằng DBCM, tức là mã hóa BCM Visa. Là mã hóa BCM Visa nó chỉ có đoạn này thôi, nó mã hóa sự sai lệch. Còn đối với Linear Predictive Coding á, LPC á, thì nó cộng thêm, nó mã hóa thêm những cái thông số đó. Do đó cái băng thông của cái tín hiệu LPC này nó sẽ lớn hơn băng thông của tín hiệu DBCM. Tuy nhiên chất lượng nó sẽ tốt hơn. Được mà. Như vậy đây là cái sơ đồ máy phát. Còn cái sơ đồ máy thu thì bạn thấy là thu là bạn nhận tín hiệu này. Đầu tiên bạn giải mã đúng không? À, giải mã thì bạn ra được tín hiệu sai lệch cộng với những thông số này. À, tín hiệu, các thông số này bạn đưa vào bộ tổng hợp. Thì nó sẽ tạo ra được tín hiệu XQ. XQ mà cộng với sai lệch thì ra XK. Đó là cái sơ đồ máy thu.
Thầy cái bộ tổng hợp thầy thầy nói lại em chưa có rõ chỗ bộ tổng hợp. Bộ tổng hợp đã làm ngược lại, bạn nhận được tín hiệu này đúng không? Đúng các bạn. Anh không cái bộ synthesizer này. À, bộ này là chẳng qua là bộ tổng hợp tiếng nói thôi, tức là nó dựa vào các đặc trưng của tiếng nói. Ví dụ như phân tích cái tiếng nói của bạn ra được cái tần số cơ bản, một số hài, nó gọi là thông số. Được chưa? Với những thông số này nó đưa vào cái bộ tổng hợp. Cái bộ tổng hợp này giống như là nó tái tạo là cái khoang họng của các bạn. Để nó tạo ra cái tiếng nói bằng đọc. Được không các bạn? Tức là cái khoang họng là như thế nào, nó tái tạo lại, nhưng mà nó không phải là khoang họng thật sự, cái đó nó mô hình, người ta gọi là tổng hợp. À, ví dụ như đường kính bao nhiêu, rồi khoang miệng bao nhiêu, vân vân, độ hở bao nhiêu, vân vân, thì đó là những cái thông số mà mình đưa vào cái bộ tổng hợp này. Thầy cho em hỏi là ý là mình không thể nào mình bỏ cái sai số đi, ý là mình không không ý là mình lúc trong trước khi vào encoder là ngoài cái thông số parameter thì mình không cần mình có thể không cần truyền cái epsilon k đúng không Cũng được, thầy? nhưng mà lúc đó chất lượng nó không không không, không có tốt. Tức là bạn nếu mà không truyền epsilon k nó, bạn chỉ truyền cái x quy ngã thôi, đúng không? À, thì lúc đó cái sai số giữa hai cái này là lớn. À, dạ. Ở đây nó truyền cả hai. Được chưa bạn? À, như vậy thì ngược lại ha. Đây là bảng so sánh ha. Tốc độ của từng cái mô hình. Đó, ví dụ LBC bạn thấy cái tốc độ nó là 3 đến 8 kg là được. Thay vì tín hiệu thoại là 64 kg. Robot trình dày. Chưa các bạn? Dạ. À, điều chế số ta tính sau ha. Bây giờ các bạn làm một bài tập coi các bạn hiểu những gì mà mình đã học hay không. À, ở đây tôi nói một cái. À, các bạn có một cái bài tập lớn là tính 20% số điểm. Các bạn nghe hết không các bạn? Nghe Alo. này, nghe. Ok. À, bạn có một bài tập lớn là tính 25%, à, xin lỗi 20% số điểm cộng với phần thảo luận. À, phần thảo luận tôi sẽ lấy cái số điểm là lấy số điểm mà dự định là các bạn thi vào thứ năm tuần này, kiểm tra thứ năm tuần này là 20% số điểm nữa, thi cuối kỳ là 60% số điểm. À, thì cái tiểu luận tôi đã upload lên, tôi đã chia nhóm cho các bạn. À, các bạn có thể liên hệ với nhau bằng cách là bạn lấy mã số sinh viên đó, bạn cộng với phần đuôi là mail.hcmut.edu.vn thì bạn có thể liên lạc với nhau. Nắm được chứ các bạn? Như cái đó hết Bạn từ 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 được chưa các bạn? Rồi, sau khi bạn liên lạc với nhau thì bạn sẽ chia công việc nhau mà làm. Bạn nào mà không làm thì sau này cái phương án báo cáo tôi sẽ có phục hóa báo cáo. Thì báo cáo ví dụ 5 người, 8 người thì những người nào làm thì bạn ghi vô trong quyển báo cáo, và bạn để cái tỷ lệ phần trăm đóng góp của người đó. Ví dụ ghi 100% thì người đó đóng góp hoàn toàn, tức là có đóng góp nhiều nhất ha. Những người mà ít đóng góp thì bạn để là 30 40% hoặc là 0%. Thì những người 0% là những người không có điểm, hoặc 30% sẽ được 30% của cái điểm cao nhất. Được không các bạn? Thì cái nội dung chia là đã chia cho các bạn rồi ha. Thì ở đây là làm trong phần này là làm cho bạn cái tìm hiểu thôi, tìm hiểu các cái mạng của cái chương số chính, thay vì dạy cái chương chính cho các bạn tự làm, tự tìm hiểu. Deadline là 28 tháng 11. À, tuy nhiên các bạn lưu ý ha, nếu mà có thời gian rỗi á, cái môn này ta sẽ kết thúc trước khoảng vài tuần. Cái đó các bạn có thời gian rảnh thì nên ví dụ Google Meeting với nhau để họp nhóm và chia công việc nhau làm, cùng nhau thảo luận làm.
cho nó xong sớm, chứ bạn đừng nghĩ y đến deadline mà quá deadline tôi không nhận, lúc đó là bạn không có thắc mắc gì hết các bạn, 20% số điểm nha các bạn. Rồi các bạn có gì thắc mắc các bạn cứ nói. Dạ thầy ơi, cho em hỏi này một xí thôi. Em cứ nói đi bạn. Nãy em nghe thầy nói là có vừa đọc thêm bài tập trong sách đó. Thầy có đăng file sách đó không? Cho em xin với thầy. Đọc bài tập trong sách hả? Dạ nãy em có nghe thầy nói đó. Đọc thêm sách đó thầy. À, thì sách bài giảng này nè, bài giảng là Carson đó, tài liệu công khảo Bruce Carson đó bạn. Này dạ vâng ạ. Communication system là đầu tiên mình làm đó các bạn. Cái phần nội dung bài tập lớn thì mình bán theo cái sách rồi mình mở rộng ra thêm đúng rồi, hoặc là bạn search trên internet được cũng được, tại vì các cái chủ đề này trong sách thì nó chỉ có một phần nhỏ thôi, ví dụ ha, mạng BSTN rồi là nó ít, mạng quang thì nó sách này nó có, sách kia nó không có, nói chung là bạn phải search cái phần mạng quang. Dạ, rồi còn gì thắc mắc nữa không các bạn? Đó, tôi cho một cái nhóm nó khá khá nhiều thì các bạn có thể là chia công việc nhau mà tìm hiểu. Ví dụ trong cái mạng quang chẳng hạn, mạng quang thì gồm những cái thành phần nào, bên phát bên thu, những khối nào chia nhau mà tìm hiểu, sau đó bạn chọn lại với nhau. Dạ thầy ơi, làm bài tập lớn thì ngoài nộp bản Word thì có phải làm kiểu như PowerPoint để thuyết trình không thầy? Không ạ, không cần PowerPoint. Đây này cho các bạn làm Word coi. Rồi sau đó các bạn mệt lại thành file, chứ trộn lại thành một file. Được không ạ? Rồi sau đó bạn nộp thôi. Bạn nộp lên cái hệ thống nha. Thì cái cấu trúc của các bạn thì gồm có cái tên này. Ví dụ như tôi sẽ upload lên cái trang bìa cho các bạn. Có quy định gì cách trình bày không vậy? Không, trình bày thì bạn tìm hiểu các vấn đề bạn mà trình bày thôi, nhưng mà chỉ có cái trang bìa thì các bạn nên thống nhất kiểu này thì để tôi biết tôi chấm điểm cho nó dễ. Đang chờ tí ha, tôi kiếm trang bìa. Cho các bạn thời gian rất nhiều nha, các bạn phải chịu khó họp nhóm với nhau. Chứ các bạn ý giờ đến đó còn tháng mấy luôn mà, từ từ từ. Đến lúc đó bạn quên cái là bạn zero, bạn mất 20%. Đây, nói chung cái cấu trúc tôi dàn cho các bạn đơn giản như vậy nha. Ừ, bây giờ ví dụ như giờ là bạn tạo nhóm Facebook hoặc tạo nhóm Zalo gì đó để các bạn tiện liên lạc, hoặc là cho email rồi để các bạn tạo cái group Google Meet các bạn làm. Thì cái trang đầu các bạn làm đơn giản thôi, thì trang bìa đó, nó gồm có cái tên tên bài tập lớn. Sau đó là bạn có cái danh sách sinh viên thực hiện. Danh sách sinh viên
Thì danh sách sinh viên thực hiện này, ví dụ như sinh viên Nguyễn Văn A chẳng hạn. À, thì bạn ghi cái mã số sinh viên của bạn vô. À, kế bên phải cái mã số sinh viên. Một chút đơn giản thôi. Rồi, cái nữa là cái tỷ lệ. Ví dụ như anh này làm biến hoặc là anh này làm tốt, nó đóng góp nhiều cho nhóm thì 90%. Tức là trước khi bạn nộp báo cáo cuối cùng thì nhóm họp lại để đánh giá cái tỷ lệ này. À, ví dụ Trần Thái B chẳng hạn, mã số sinh viên ghi 30%. Tức là ông này không làm gì hết, họp hành gì trốn hết, rồi soạn nội dung cũng không soạn nội dung gì hết, thì cứ họp cuối cùng đánh giá ông bao nhiêu phần trăm, sau đó nộp lại cái bản cuối cùng cho tôi. Đó, thì căn cứ vào đây tôi sẽ phân bố cái số điểm cho các bạn phù hợp. Bởi vì 90% là 90% của điểm cao nhất trong cái group này. Cái group được 10 điểm thì anh này 9 điểm, anh này 3 điểm. Vâng. Rồi, được chưa các bạn? Alo, các bạn rõ chưa? À, như vậy đơn giản vậy thôi ha. À, tôi sẽ lưu cái này, tôi sẽ post lên e-learning cho các bạn. À, thì do mùa dịch cái đó tạo điều kiện cho các bạn làm thoải mái chứ không có áp lực cho các bạn lắm. À, có gì thắc mắc không các bạn trước khi tôi qua tôi cho các bạn làm bài tập? À, chứ không đúng không? Ok. Các bạn chờ một tí sẽ kiếm lại cái bài tập rồi bây giờ cho các bạn. Bài tập hôm trước có sửa không thầy? À, tôi sẽ sửa bài tập đó. Sau khi bạn làm kiểm tra xong tôi sẽ sửa bài tập. À, các bạn kiểm tra chỉ có phần điều chế chương 4 chương 5 thôi nha. Rất nhẹ nhàng cho các bạn.
Đấy, các bạn làm bài này nha. Đây, các bạn làm đi các bạn. Đó, các bạn à, tôi sẽ tạo cái link đường dẫn cho các bạn nộp bài. À, bây giờ các bạn làm đến 2 giờ 40.
Ê, các bạn đọc bài hết chưa các bạn? Thì mẹ đang Sao? Mạng đang mẹ bị đang gì? học nó bị rớt hay nó bị Rồi, để tôi gia hạn tí xíu cho bạn. À, đọc nhanh nha, thời gian hạn là vài phút nữa đó. Thì thứ năm các bạn nhớ là đi học cho đầy đủ ha, làm bài kiểm cái đó tới 20% rồi đó các bạn. À, nội dung thì chương 4, chương 5 về AM và FM. Bạn được sử dụng mọi tài liệu. Tuy nhiên khi mà sử dụng mọi tài liệu thì bạn biết chắc chắn là nó không có nằm trong tài liệu của bạn rồi, đúng không? Các bạn nào đi học đều thì các bạn sẽ trả lời được. Tức là những gì mà tôi giảng thôi, chứ không có cái gì ngoài cái nội dung mà mình học hết. Tuy nhiên đó là những buổi mà trên bài giảng. Còn bạn nào mà nghỉ nhiều, bạn nào không chịu làm bài tập, thì các bạn khó có khả năng vào còn làm được bài kiểm. Rồi, thôi tôi gia hạn đến 1:50. Các bạn nào làm xong rồi nộp, rồi các bạn nghỉ ha. Nhớ cái bữa thứ năm dự đầy đủ để tham gia cái bài kiểm. À, thôi nghỉ ha các bạn.